Mở màn với màu son mà tôi ấn tượng nhất trong bảng màu, đây là một tông cam trái hoàn hảo, hỗn hợp cam nâu đỏ pha trộn cực kỳ đẹp, đẹp bất biến trên mọi tông da và kiểu đánh son luôn. Màu này không cần make up quá cầu kỳ, đánh nhạt hay đánh đậm đều đẹp, sắc son trầm nên cực tôn da và làm trắng răng luôn. Trong video này thì tớ chỉ dùng kem che khuyết điểm và đánh một xíu lông mày thôi, nhưng màu son vẫn lên cực đẹp ấy. Đây là màu mà tớ khuyên mọi người nên thử nhất này. Chất son của bạn này có thể gọi là chất son kem Velvet vì tuy có độ sét lại nhưng son vẫn tạo một độ mứt nhất định, không bị khô căng như son kem lì. Cảm giác trên môi vẫn rất là thoải mái, tuy nhiên thì vẫn khuyên mọi người nên tẩy chết thật kỹ khi dùng son kem nhé. Trên môi tớ hiện tại đang là màu hồng đất. Thực sự thì tớ đang có chút thắc mắc với tên cái màu son này bởi vì bạn này thì thực chất là hồng kiểu Bobby, hơi thiên hướng về nude một chút. Tông đất trong màu son này không nhiều và vì là màu son sáng thì nên yêu cầu chủ nhân phải sở hữu một nước da trắng và men răng trắng luôn. Các bạn da ngăm thì nên suy nghĩ thật kỹ khi quyết định giúp bạn này nhé. Tuy nhiên, nếu như bạn là một cô nàng da trắng và có undertone lạnh thì đây sẽ là màu son dành cho bạn. Ok, màu tiếp theo thì là một trong những màu triển vọng nhất của bộ son này đây. Tớ khá là bất ngờ với việc hãng son Việt Nam có thể pha trộn được những cái màu son trendy như thế này. Nếu như tớ biết bạn này trước thì có lẽ là tớ cũng sẽ cho em nó vào clip top những cái son hồng đất mà tớ thích. Bởi vì màu này tớ thấy quá xuất sắc luôn. Tông hồng cam đất này cực hợp với da châu Á bọn mình và để mặt mộc vẫn tự tin ở diện đẹp luôn nhá. Bạn son này là hàng Việt Nam và tớ cảm thấy khá là tự hào với chất lượng son Việt Nam hiện nay. Màu son đã bắt kịp xu hướng với chất lượng son cực kỳ ổn, thêm nữa là thành phần rất là an toàn. Link mua hàng thì tớ đã để dưới phần mô tả, mọi người hãy có thể mở ra và check nhé. Chúng ta đến với màu son tiếp theo nhé. Đây là một tông đỏ cherry cực kỳ tôn da. Và nếu mà để nói là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho da ngăm thì chắc chắn sẽ là tông son này rồi. Thì trong video thì mọi người có thể thấy là da của tớ nhìn sáng hẳn lên và răng cũng cực trắng luôn. Màu son này rất là dễ chiều và phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nếu như muốn màu son đậm hơn thì mọi người hoàn toàn có thể layout thêm nhiều lớp nữa nhé. Nói qua chút xíu về mùi hương nhé. Bạn này có một mùi sô-cô-la thuần túy luôn. Mùi này tớ đảm bảo sẽ không gây khó chịu cho những bạn nào nhạy cảm mùi hương. Sau khi mình đánh son tầm 5 phút thì mùi cũng sẽ bay hết. Nên là đây cũng sẽ không phải là vấn đề đáng lo ngại đâu.